Rồi, đúng rồi. Rồi nè, chị thế nào? Biết rồi, chú không có làm. Rồi, con nhấn nút ha, bóp nút. Rồi, bắn chọn màn hình nha. Xe nổi xuất hiện chứ không có giật, bắn chết không có giật ra. Rồi, đó, chạy vô. Vô chưa?
kìa, đúng kìa. Để nó bơi đúng kìa. Chưa có cái mập. Phải bỏ về hơn rồi. Sao bắn được? Đi mua đồ nè. Thì thôi chú. Đi mua đồ. Cho con. Bây giờ lần này á, kiếm thế nào chơi trời. Vậy vậy. Bây giờ mình phải kiếm sợ phải nào. Chú, đi vô mà thôi chú trò đâu. Hả? Anh kêu chú hòm. Đi mua đồ xong rồi chơi nữa. Mà thôi. Trước đi. Nhưng mà thôi chú, chơi này cái gì? Chơi gì? Mua quần áo đi con. Thôi chơi này cái gì? Chơi này ha. Ở đây theo dạp. Đi theo dạp. Mua vé ngoài kia kìa. Con chơi ngoài vậy hả? Con chơi nhà đi, con chơi nhà khách. Chú đâu chú nhạc. Dạ. Làm gì vậy? Ui. Mẹ đi rồi kìa. Mẹ gì rồi? Ông cho con chơi chút đi. Chú.
kiếm coi. Kiếm mấy cái chú đi. Kiếm cái gớt rồi. Cục của đâu? Đi mua đồ nè. Ừ. Đi mua đồ chiều vô nữa lụm hết nè. Cho nó chơi một chút đi. Gì vậy? Nè chú gắn vô. Con biết cách chơi rồi. Tương lai mới còn.